trình mà các bạn bàn luận. Nhưng phải lưu ý là cái mạch văn của các bạn viết ấy, nó vẫn phải là một cái mạch gắn kết với nhau, chứ không phải là một cái sự gắn kết theo kiểu chắp vá. Đó, và sau đây cô sẽ cho các bạn một cái ví dụ nhé, để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn về việc thế nào được gọi là linh hoạt các ý, các nội dung ở trong đoạn trích. Ok ạ, đợi cô một chút để cô đợi cô một chút nha, để cô lấy cho các bạn cho nó dễ hiểu. Ok, đợi cô một xíu 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 đợi một xíu 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 đây, để cô thêm cái dòng này vào để cho các bạn dễ hình dung nha. Bê luôn cái này vào đây. Cô Dương thì hơi chậm chạp một tí. Chưa bao giờ cô Dương là một người nhanh luôn đấy. Đợi cô một tí nha. Tìm kiếm là Ctrl+F đúng không? Rồi ạ. Đây, ví dụ cho các bạn một đoạn văn như sau, về trình bày suy nghĩ về thái độ chấp nhận thất bại của con người. Vậy đối với cái đề này thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ giải thích chấp nhận thất bại là gì, đúng không ạ? Đó, bây giờ cô sẽ cho các bạn một cái ví dụ nhá. Đó chính là về chấp nhận thất bại đi. Đây ạ, về chấp nhận thất bại. Suy nghĩ của anh chị về thái độ chấp nhận thất bại. Thì đầu tiên, thế theo như cấu trúc của các bạn ấy, đầu tiên các bạn sẽ dẫn dắt để nêu chấp nhận thất bại. Ok, cái mở bài thì cô không có nói làm gì. Mở bài thì nó vẫn như thế này. Chúng ta suy nghĩ thế nào về thái độ chấp nhận thất bại trong cuộc sống? Liệu đó có phải là sự yếu hèn, nhu nhược hay chính là bước đệm quan trọng để hướng đến thành công và hạnh phúc trong mỗi người? Ngoại trừ yếu tố may mắn, không ai trong số chúng ta có thể thành công ngay từ những bước chạy đầu tiên trên hành trình chinh phục những điều vĩ đại đó. Vậy bây giờ cô hỏi các bạn nhé, trong cái phần mở này này, cô chưa tính đến việc là cái bài này nó có viết linh hoạt hay chưa, rồi sử dụng những yếu tố hình ảnh nào, sử dụng những cái câu nói nào. Thì đầu tiên, điều đầu tiên cô quan tâm đến là về phần mở bài, mở đoạn đó. Thì theo các bạn, cái mở đoạn này của cô ấy, nó có một cái điều gì để cho các bạn ấn tượng? Ok, các bạn có nhìn rõ không ạ? Nhìn rõ đúng không? Nhìn rõ đúng không ạ? Rồi, có cái điều gì ấn tượng? Có rất là nhiều cái cách mở đoạn. Còn lát nữa cô sẽ up lại cho các bạn hai cái video mà hướng dẫn mở đoạn ở trong cái khóa học thử, khóa đọc hiểu và nghị luận xã hội của cô, để cho bạn có thể có thêm nhiều cái cách mở đoạn ở trong đấy nữa. Tuy nhiên thì đối với cái nội dung của cái khóa học này á, là cô sẽ tập trung vào những cái để cho các bạn có thể viết và áp dụng được ngay. Ví dụ như trong cái mở này, bình thường các bạn sẽ dẫn dắt, cô cũng không biết là các bạn có dẫn dắt trong cuộc sống hay không. Nhưng bình thường ấy, các bạn có thấy rằng là nếu như viết về thái độ chấp nhận thất bại, cái mục đích cuối cùng của các bạn ấy là các bạn sẽ nêu là qua đó chúng ta nhận thấy thái độ chấp nhận thất bại của con người là vô cùng quan trọng. Ví dụ như vậy, là các bạn sẽ dẫn dắt y hệt cái yêu cầu của đề, là qua đó chúng ta thấy được thái độ chấp nhận thất bại của con người là rất quan trọng. Đấy, qua đấy chúng ta thấy được là tầm quan trọng của thái độ chấp nhận thất bại của con người. Là bạn sẽ nêu đúng cái cụm từ đấy. Như các bạn thấy trong cái mở này của cô ấy, nó có điều đặc biệt này, chúng ta suy nghĩ thế nào về thái độ chấp nhận thất bại trong cuộc sống? Liệu đó có phải là sự yếu hèn, nhu nhược hay chính là bước đệm quan trọng để hướng tới thành công và hạnh phúc của mỗi người? Ngoại trừ yếu tố may mắn, không ai trong số chúng ta có thể thành công ngay từ những bước chạy đầu tiên trên hành trình chinh phục những điều vĩ đại đấy. Thì các bạn sẽ để ý một điều nhé. Thứ nhất ấy, là cô sẽ không nêu rõ là thái độ chấp nhận thất bại, mà cô sẽ nêu là cô sẽ nêu cái vấn đề đấy gián tiếp qua hai câu hỏi. Chúng ta suy nghĩ thế nào về thái độ chấp nhận thất bại trong cuộc sống? Và sau đó là cô mở ra hướng bàn luận luôn. Cô không nói rằng là dẫn dắt rồi qua đó chúng ta thấy được, mà cô sẽ đập luôn vào cái sự trăn trở của người ta, đập luôn vào cái suy nghĩ của người ta. Chúng ta đã bao giờ bình tĩnh suy nghĩ
sau mỗi lần thất bại, các bạn đã bao giờ bình tĩnh nhìn nhận về thái độ của mình trước những điều tổn thương đấy không? Thì nó sẽ cho chúng ta một cái giật mình. Đấy, chúng ta khi đứng trước thất bại á, thì thường chúng ta chỉ gọi là, chúng ta khi đứng trước thất bại á, là thường chúng ta chỉ trách móc nó thôi. Chúng ta thường chỉ đổ lỗi thôi. Chúng ta thường chỉ ngụy biện thôi. Chúng ta thường chỉ bao che nó thôi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thẳng thắn nhìn nhận và đối diện. Vậy thì khi mà các bạn mở bài á, cô muốn các bạn hãy mở bài bằng những cái kiểu mà đánh trực diện vào tâm lý của người ta. Khi khi thành công, chúng ta luôn tung hô về những gì mà chúng ta vừa đạt được. Nhưng trong những giây phút hạnh phúc ấy, bạn có thầm cảm ơn sự thất bại của mình hay không? Chính thái độ chấp nhận thất bại của mình khi khó khăn là ngọn lửa để nhen nhóm cho thành công hôm nay. Bởi nếu không cúi đầu trước giông tố, nếu đầu hàng trước bão giông, thì chúng ta sẽ không có đủ sự mạnh mẽ để vươn lên có được thành công như bây giờ. Đấy, đấy chính là sự lập luận sâu sắc đấy ạ. Đó chính là sự linh hoạt trong quá trình dẫn dắt vào bài đấy ạ. Đó chính là suy nghĩ về vấn đề đấy ạ. Đấy, đó, đấy chính là cái kiểu mở. Kiểu mở. Và cái kiểu mở của cô là gì ạ? Nó đánh trực diện vào cái cảm xúc của chúng ta khi đứng trước vấn đề đấy luôn. Đấy. Được chưa? Xong chưa? Đó, và cô sẽ không dẫn dắt theo kiểu là ôi câu nói A, B, C xong rồi qua đấy chúng ta thấy được thái độ chấp nhận thất bại. Mà trong cái mở này cô còn đặt ra một cái vấn đề luôn là gì? Liệu có phải sự yếu hèn, nhu nhược hay chính là bước đệm để chúng ta bước đến thành công? Hôm trước cô có dạy các bạn một cái nội dung đấy chính là gì ạ? Đó chính là mở rộng nội dung ý bàn luận. Các bạn thường chỉ hay nói rằng là đây, hôm trước cô có dạy các bạn là sức mạnh tinh thần, sức mạnh của tinh thần đoàn kết là giúp chúng ta xây dựng một cộng đồng vững mạnh và vượt lên khó khăn. Thì là cái ý mà các bạn hay viết. Còn cô Dương hay viết là trên con đường chinh phục những mục tiêu sẽ có lúc chúng ta phải vượt sông, sẽ có khi chúng ta phải băng núi. Nếu như đi một mình, làm sao tránh được những giây phút trùng gối. Vậy nên khi bước đi cùng nhau sẽ thắp sáng ngọn lửa của tinh thần đoàn kết và giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, an tâm hơn. Đấy, khi đứng trước một tập thể. Thì cái đấy được gọi là mở rộng nội dung ý bàn luận. Và khi mà cô viết ấy, thì trong các bạn có thể đưa ở phần mở cũng được. Các bạn có thể đưa trong quá trình mà bạn viết bài cũng được. Nhưng mà các bạn cần phải nhìn nhận vấn đề ở hai cái mặt của nó. Cái mặt thứ nhất đó chính là gì? Chấp nhận thất bại có phải là yếu hèn không? Chấp nhận thất bại có phải là nhu nhược không? Chấp nhận thất bại có phải là buông xuôi không? Không phải. Mà khi chúng ta đứng trước thất bại ấy, nó sẽ có hai chiều hướng xảy ra. Chiều hướng thứ nhất là chúng ta đổ lỗi. Chiều hướng thứ hai là chúng ta buông xuôi, chúng ta bỏ phăng cái ước mơ đấy của mình đi và chúng ta sẽ đi tìm làm cái khác. Còn một vế khác là gì? Khi đứng trước thất bại chúng ta sẽ quyết tâm làm lại. Đó là nơi mà sẽ giúp chúng ta bắt đầu lại. Và rất là nhiều người thất bại, người ta thường hay nói rằng là họ sẽ đứng lên từ nơi mà họ vấp ngã. Thì trong cái phần bàn luận của cô ấy, để có thể mở rộng được vấn đề bàn luận ấy, là cô luôn luôn phát triển ý đấy theo hai chiều hướng. Bình thường khi các bạn nói là thành công chính là thành quả mà chúng ta đạt được sau những gì mà cố gắng, thì cô sẽ không viết như thế, mà cô phải mở rộng nó ra. Thành công là trái ngọt sau tất cả những gì chúng ta nỗ lực và cố gắng. Đấy là điều ai cũng viết và ai cũng triển khai. Nhưng đó cũng chính là tấm gương để chúng ta nhìn nhận mình đã nỗ lực thế nào sau những lần thất bại. Có nghĩa là gì? Thành công nó là trái ngọt là đúng rồi. Thành công nó là thành quả tốt đẹp là đúng rồi. Nó là cái mặt sáng. Tuy nhiên ấy, nó cũng là những cái đau khổ mà mình đã trải qua. Nó cũng là cái sự mạnh mẽ ở bên trong mình. Nó cũng chính là những cái gì mà chúng ta vượt qua tất cả những áp lực. Thì cô không bao giờ, nói thật với bạn là kể cả khi cô bàn luận và cô viết kỷ luận xã hội, không bao giờ cô viết theo chiều hướng một chiều, mà cô luôn luôn viết theo hai chiều. Đó, thành công là trái chín này, thành công là quả ngọt này, thành công là nỗ lực này, nhưng thành công chính là ngôi nhà được xây lên từ thất bại. Đấy. Thành công chính là ngôi nhà được dựng nên từ những viên gạch mang tên nước mắt và thất bại. Thành công là kết quả của thất bại. Cô luôn luôn bàn luận theo hướng nhiều chiều như vậy. Đó, nên hướng nhiều chiều như vậy.
Vậy cái nội dung đây này, liệu có phải là sự yếu hèn? Chấp nhận thất bại trong suy nghĩ của chúng ta, nó là sự thấp, là sự yếu hèn, nó là sự nhu nhược, nó là sự buông xuôi, nó là sự chấp nhận, nó là những cái gì yếu kém, nó là sự non nớt, nó là sự bảo thủ, nó là sự yếu kém. Nhưng thất bại nó là động lực, là cái tốt, đúng không? Đó thì chúng ta sẽ bàn luận trong một cái câu của chúng ta, bàn luận hai vế như thế. Xong đấy là cô cũng mở rộng thêm này. Ngoại trừ yếu tố may mắn, không ai trong số chúng ta có thể thành công ngay từ bước chạy đầu tiên. Được chưa? Đấy là một lời khẳng định. Đấy là một lời khẳng định. Nên cô muốn các bạn linh hoạt trong cái nội dung mà các bạn viết. Mở rộng thứ nhất là có hình ảnh này. Đấy, là thành công là ngay từ bước chạy đầu tiên. Bước chạy đầu tiên chính là hình ảnh. Đó, để chúng ta chinh phục hành trình của những điều vĩ đại. Thì trong đây cô cũng đã sử dụng văn hình ảnh này, cô cũng đã sử dụng gọi là mở rộng lập luận này. Thì đó, rồi sau đó là cô đưa luôn một cái ví dụ. Đây, bình thường là sau cái đoạn này các bạn sẽ giải thích thất bại là gì, đúng không? Đúng không? Bình thường cô cứ cho là cái mở bài là ok rồi đi, cô không nói gì đến cái mở bài nữa. Bây giờ đấy là sau cái phần mở là các bạn sẽ đi giải thích chấp nhận thất bại là gì. Nhưng cô không hề giải thích chấp nhận thất bại là gì, mà cô đưa luôn một cái ví dụ là gì ạ? Ngay cả nhà bác học nổi tiếng thế giới Thomas Edison cũng đã từng phải chấp nhận thất bại đến cả 10.000 lần trước khi có thể phát minh thành công dây tóc bóng đèn. Một ông trùm công nghệ như Bill Gates, rồi ông Mark Zuckerberg hoặc là Laura Page cũng đã từng bị cười nhạo, bị từ chối biết bao nhiêu lần vì những ý tưởng ngớ ngẩn. Họ vẫn quyết tâm nhìn nhận và đánh giá lại vấn đề từ những cái thất bại đó để hoàn thiện bản thân mình hơn. Thì chính ra cái dẫn chứng này nó sẽ phải nằm ở đây, cô đúng không? Nó sẽ phải nằm ở đây sau khi mà các bạn bàn luận xong. Cái phần chỗ xanh này là cái phần mà cô Dương bàn luận. Đây chính là phần bàn luận. Vậy thì cái dẫn chứng đáng nhẽ ra là nó phải ở cái chỗ này, nhưng cô Dương lại đẩy cái dẫn chứng lên đầu. Và sau đó cô Dương bàn luận: thái độ chấp nhận thất bại không có nghĩa là thỏa hiệp với thất bại hay không dám tiếp tục hành động. Đây là cô bắt đầu là giải thích, cô đúng không? Giải thích chấp nhận thất bại là gì? Cô chưa xét đến việc là đúng khía cạnh hay đang bàn luận về khía cạnh hay đang bàn luận về vấn đề. Mà cô chú ý đến cái việc là cái cách mà chúng ta lập luận, cái cách mà chúng ta viết, cái cách mà chúng ta linh hoạt các nội dung ở trong cái đoạn văn của mình, ở trong cái bài viết của mình. Bình thường là chỗ này là sẽ đi này. Đây, sau khi mà mở, coi như là mở xong rồi, các bạn sẽ đi giải thích. Giải thích thất bại là gì, chấp nhận thất bại là gì, thái độ có nghĩa là gì. Thì đây chính là giải thích này. Thái độ chấp nhận có nghĩa là thái độ chấp nhận thất bại có nghĩa là chúng ta không đồng ý với nó mà chúng ta sẽ vươn lên. Cô chưa cần quan tâm đến việc là các bạn giải thích ra sao, nhưng theo những cái vị trí của đoạn văn á, là sau đây nó phải là giải thích. Nhưng mà cô lại đưa một dẫn chứng, sau đó cô mới đi bàn luận và cô giải thích. Đây, đó chính ra cái đoạn này này, nó phải cái đoạn chữ đen này này nó phải nằm ở cái chỗ này, nhưng nó lại nhảy lên trên, nhưng nó vẫn rất là liên kết với nhau này các bạn này, nó liên kết với nhau đấy. Chúng ta suy nghĩ thế nào về thái độ chấp nhận thất bại trong cuộc sống? Liệu đó có phải là sự yếu hèn, nhu nhược hay chính là bước đệm quan trọng để hướng tới thành công và hạnh phúc của mỗi người? Ngoại trừ yếu tố may mắn, không ai trong số chúng ta có thể thành công ngay từ những bước chạy đà đầu tiên trên hành trình chinh phục những điều vĩ đại. Ngay cả nhà bác học nổi tiếng thế giới Thomas Edison cũng đã từng chấp nhận thất bại đến 10.000 lần trước khi có thể phát minh thành công dây tóc bóng đèn. Một ông trùm công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg và Laura Page đã từng bị cười nhạo, bị từ chối biết bao nhiêu lần vì những ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng họ vẫn quyết tâm nhìn nhận và đánh giá lại vấn đề sau những lần thất bại để tự hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thái độ chấp nhận thất bại không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp với những thất bại và mà không dám tiếp tục hành động để chinh phục những mục tiêu lớn lao phía trước. Thực chất của việc chấp nhận thất bại là không tự dằn vặt trách móc bản thân vì những sai sót dẫn đến thất bại, mà phải biết lắng lại, biết suy nghĩ, biết suy ngẫm để rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho những chặng đường gian nan kế tiếp. Việc chấp nhận thất bại tạo ra cho chúng ta một tâm lý thoải mái để phát huy tối đa năng lực và trí tuệ cũng như thể chất, phát huy tối đa ý chí và nghị lực tiếp tục dẫn bước và tiếp tục kiên cường với những hành trình còn đang dang dở. Thất bại khiến ta cảm nhận được con đường đến với thành công quả thực không hề dễ dàng.
Và nhờ có thái độ chấp nhận mà chúng ta biết được bản thân mình còn nhiều thiếu sót, còn nhiều khuyết điểm và cần phải khắc phục để hoàn thiện hơn, để có thể chinh phục được những đam mê, trưởng thành và chín chắn hơn. Có những người vì cái tôi quá cao mà không cúi đầu nhìn nhận, đánh giá lại mà cứ dấn thân vào chỉ để chứng tỏ bản thân, rồi tiếp tục vướng phải những cái sai lầm khác. Đấy, như mũi tên chỉ có thể phóng ra khi kéo ngược về phía sau. Con người ta cần đến những thất bại để tạo một cái bước chạy vững chắc trên hành trình chinh phục những mục tiêu. Thái độ chấp nhận chính là thể hiện sâu sắc tư duy tích cực của một người thành công. Ngay cả đến thất bại chúng ta còn không dám chấp nhận, vậy chúng ta có thể chấp nhận được gì hơn nữa? Đấy, nó vẫn rất rõ ràng là nói về thái độ chấp nhận của con người mà. Đâu có nhất thiết là cứ phải giải thích, có phải giải thích xong bàn luận xong rồi đến chứng minh rồi đến phản đề rồi đến phê rồi đến bài học nhận thức rồi kết đoạn đâu ạ. Mình có thể linh hoạt mà. Đấy, mình có thể đưa nhận định vào đầu cũng được, vào giữa cũng được, vào đít cũng được, vào đâu cũng được. Và mục đích của buổi dẫn chứng là gì? Là làm nổi bật vấn đề, cho cái vấn đề nó thuyết phục, cho vấn đề nó có cơ sở để chúng ta lập luận. Thì đấy, chứ đâu nhất thiết là cứ phải giải thích, bàn luận, chứng minh, phản đề và bài học kiến thức đâu. Vậy thì cô đã hướng dẫn các bạn cái cách viết để vào linh hoạt các phần trong đoạn văn nhá. Các bạn có thể đưa vào đây luôn này, để chứng minh rằng cái quan điểm mà bạn đưa ra khẳng định nó là đúng. Đấy, hoặc là có thể đan cà vào trong quá trình bàn luận, không nhất thiết là nó phải nằm ở tít 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 tít, nó nằm ở dưới tận dưới sâu đâu ạ. Được chưa? Đó, thì đấy chính là về phần dẫn chứng. À, về phần linh hoạt các phần trong đoạn văn nghị luận xã hội. Tiếp theo nữa là đến phần mở rộng ý bàn luận. Mở rộng ý bàn luận thì cái nội dung này nó khá là trừu tượng. Tuy nhiên thì cô sẽ nói như thế này để cho các bạn có thể dễ hiểu này. Khi mà các bạn mở rộng nội dung ý bàn luận thì hôm trước cô đã dạy rồi đúng không? Bạn hãy đặt ra các tình huống để cái nội dung đấy diễn ra. Và tiếp theo nữa về diễn đạt sâu sắc hoặc là diễn đạt hình ảnh rồi thêm câu nói cho thuyết phục ấy, thì cô chỉ muốn các bạn lưu ý một điều cho cô như thế này này. Khi mà các bạn diễn đạt ý văn sâu sắc, các bạn diễn đạt hình ảnh rồi các bạn diễn câu nói cho thuyết phục ấy, thì các bạn cần phải chú ý như sau. Thứ nhất là gì? Cái nội dung, cái hình ảnh đấy nó phải liên quan đến nội dung bạn nói. Ví dụ như các bạn nói về tinh thần đoàn kết thì các bạn phải tìm những hình ảnh mà nó có cái sự liên kết lại với nhau. Nó có sự đoàn kết hợp lực của cá nhân đối với tập thể, của một mắt xích đối với một cỗ máy. Rồi hôm trước có bạn nhắn tin cho cô hỏi rằng là cô ơi, nếu như muốn lấy về hình ảnh là sự âm thầm cống hiến thì mình lấy hình ảnh gì? Đấy, thì theo các bạn thì nói về vấn đề gọi là âm thầm cống hiến thì các bạn sẽ lấy về những cái hình ảnh gì? Thứ nhất là cái hình ảnh đấy nó phải gắn với vấn đề. Thứ hai nữa là phải diễn đạt ngắn gọn và xúc tích để làm nổi bật vấn đề. Thì theo các bạn ấy, nói về cái sự cống hiến thì bạn đi tìm trong cái cuộc sống này, những cái hình ảnh trong cuộc đời này mà nó không hiện hữu nhưng nó vẫn tồn tại để làm nên một sự sống. Ví dụ như là phù sa, dòng chảy phù sa. Nó không bao giờ nó vống lên rằng là nó đang vun đắp cho cây trồng cả. Nhưng chính cái sự cống hiến lặng lẽ của nó, mỗi năm nó đắp thêm dày, mỗi năm nó đắp thêm cao, mỗi năm nó đắp thêm mỗi năm nó chảy dồn lại, thì nó sẽ cho chúng ta một cái lớp phù sa cho cây trồng phát triển. Thì đấy chính là một hình ảnh về sự âm thầm cống hiến. Âm thầm cống hiến nghĩa là gì? Là chúng ta không nói nó, chúng ta chỉ làm thôi, chúng ta chỉ vun đắp thôi. Thì đấy hình ảnh cống hiến. Thì các bạn trong quá trình bàn luận đó chính là tầm quan trọng của sự cống hiến, tầm quan trọng của việc âm thầm cống hiến là cho thấy cái trách nhiệm sâu bên trong chúng ta. Những cái hành động mà chúng ta làm không nghĩ đến việc là mình cần phải nổi tiếng hay mình cần phải nổi bật hay là phải chứng minh cho người ta biết mình đã hành động như thế nào, mà nó xuất phát từ cái trái tim của mình, xuất phát từ sự chân thành, xuất phát từ trách nhiệm của mình để cống hiến, để dâng hiến. Như là lớp phù sa vun đắp cho cây trồng, mỗi năm nó dày hơn, mỗi năm nó cao hơn, và chính nhờ những cái dòng chảy phù sa đấy, cây trồng theo năm tháng lớn lên và cho ra những quả ngọt trái xanh. Thì đó chính là hình ảnh. Đấy chính là hình ảnh. Hoặc là các bạn có thể lấy rằng là dinh dưỡng trong lòng đất này, đó, rồi những cái loại đá quý nằm sâu trong lòng đất này,
thì mỗi năm dưới cái sự dịch chuyển của lòng đất, thì dưới cái áp lực áp suất đấy nó đã hình thành nên những viên đá quý, và nó đã cung cấp cho con người những cái dòng đá để chúng ta có thể chữa lành này, để chúng ta có thể chữa bệnh này, chúng ta hấp thụ cái năng lượng trong lòng đất mẹ này, thì đó chính là những cái cống hiến âm thầm. Được chưa? Đấy, đấy chính là những cái cống hiến âm thầm. Được chưa? Và chúng ta đưa vào. Vậy thì khi mà các bạn nói đến hình ảnh ấy, nhớ giúp cô là cái hình ảnh đấy nó phải ngắn gọn, nó phải liên quan đến vấn đề. Hoặc ví dụ như nói về hình ảnh chấp nhận thất bại chẳng hạn, thì trong đây cô lấy một cái hình ảnh, đó chính là chúng ta muốn một mũi tên muốn phóng xa thì nó phải kéo lùi về phía sau. Cũng như chúng ta ấy, muốn vươn lên thì chúng ta phải vượt qua những thất bại. Đúng mà, muốn lên núi cao thì chúng ta phải trình thành cho mình những kỹ năng. Đấy, muốn đứng trên đỉnh núi vinh quang thì chúng ta phải đứng ở dưới vực thẳm để leo lên, đúng không ạ? Đó, thì cái việc mà cái mũi tên nó kéo về phía sau là để nói về những cái thất bại, nói về cái việc cúi đầu, nói về cái việc thầm lặng, rồi nói về cái việc gọi là nỗ lực cố gắng. Và khi cái mũi tên đấy nó căng ra thì cái lực bắn của nó, cái lực phi của nó sẽ mạnh hơn và sẽ lao về đích một cái cách gọi là quyết liệt nhất. Thì con người chúng ta cũng thế, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào đi mãi trên một con đường trơ láng. Đấy, mà chúng ta phải vấp ngã. Đấy, và khi vấp ngã chúng ta chấp nhận những cái điều đấy. Chúng ta chấp nhận mình bị kéo lùi phía sau, tránh xa, lùi về sau so với vạch xuất phát. Nhưng nó sẽ là cái bước tạo đà để chúng ta tiến nhanh về phía trước. Thì nó cũng nói về hình ảnh để cái việc là chúng ta chấp nhận thất bại, có đúng không ạ? Đấy, vậy nhớ giúp cô là khi mà các bạn áp dụng văn hình ảnh vào trong quá trình mà các bạn viết, thì nhớ giúp cô là cái hình ảnh nó phải liên quan vấn đề. Cô nhận thấy rằng là trong quá trình mà cô dạy á, rồi khi mà các bạn hiểu về văn hình ảnh và các bạn áp dụng văn hình ảnh vào, thì có rất là nhiều những cái lỗi sai mà các bạn hay mắc phải. Thứ nhất là cái hình ảnh nó không liên quan. Thứ hai nữa mà cô gặp rất rất là nhiều, đấy chính là hình ảnh trừu tượng. Khi mà các bạn đã hiểu về hình ảnh rồi, có tất cả những cái hình ảnh trong cuộc sống này là các bạn áp dụng vào, rồi các bạn có một cái là tự đặt mình vào một cái môi trường khó để các bạn tự làm khó mình. Đối với cái khóa tối ưu này, nếu như các bạn học khóa đọc hiểu và nghị luận xã hội á, thì cô sẽ khuyến khích các bạn lấy càng nhiều hình ảnh càng tốt, kể cả những hình ảnh khó và kể cả những hình ảnh dễ. Nhưng đối với khóa tối ưu này này, có thể là có những bạn học cô Dương và có những bạn chưa học cô Dương từ trước, thì đối với cô ấy thì cô sẽ khuyên các bạn một điều như này này. Văn hình ảnh nó là một cái cực kỳ hay, nhưng các bạn hãy đơn giản hóa nó chứ đừng tối ưu hóa. Bởi vì các bạn biết là văn hình ảnh các bạn học cô Dương ấy, thì cô Dương sẽ có rất là nhiều những cái văn hình ảnh để cho các bạn phát triển cái tư duy của mình. Tuy nhiên trong cái phạm vi thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì người ta không cần đến những cái hình ảnh quá cao siêu, không cần đến những cái hình ảnh quá là xa vời, không cần đến những cái hình ảnh quá là kinh hoàng và khủng khiếp, mà người ta chỉ cần rõ vấn đề thôi. Người ta chỉ cần biết là đọc cái câu văn này người ta có thể hình dung ra được vấn đề, đọc cái câu văn này người ta có thể nghĩ được đến cái hình ảnh đấy và tưởng tượng ra được hình ảnh đấy, đấy, và tưởng tượng ra được vấn đề. Nên là sau này khi các bạn khôn lớn rồi, các bạn trưởng thành hơn rồi, thì các bạn có thể áp dụng một cách linh hoạt tất cả những kiến thức mà cô dạy. Nhưng trong cái phạm vi của cái kỳ thi sắp tới, hãy lấy những hình ảnh gì đơn giản thôi. Ví dụ như lấy về hình ảnh đó chính là hoa hướng dương hướng về mặt trời để bung những cái cánh hoa rực rỡ cho đời, thì chúng ta hướng về mục tiêu để làm nên những thành công. Đơn giản như vậy thôi, ngắn gọn như vậy thôi, xúc tích như vậy thôi. Đấy, hoặc là gì ạ? À, muốn khám phá được đại dương chúng ta phải vươn tới biển lớn và chấp nhận những cơn giông bão. Như con người muốn đến được với đỉnh vinh quang thì chúng ta phải sẵn sàng và đối mặt với những giông tố. Thế thôi ạ. Đơn giản như thế thôi, ngắn gọn như thế thôi, xúc tích như vậy thôi. Được chưa? Xong chưa? Đấy. Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích như vậy thôi mà không cần phải dài. Và đối với văn hình ảnh trong một đoạn văn nghị luận xã hội thì các bạn lấy giúp cô hai hình ảnh, thế là được rồi. Nhưng nhớ là hai hình ảnh phải nằm cách nhau một tí chứ không phải nằm dây dít vào với nhau. Trong đoạn văn nó chỉ cần hai hình ảnh là được rồi và không nhất thiết là phải quá dài. Trong đoạn văn các bạn có thể lấy một câu nói hoặc là hai câu nói cũng được, không nhất thiết là phải nhiều, hoặc là đôi khi chỉ cần là một câu thôi. Nếu như các bạn đã mở bài bằng một câu nói thì trong cái quá trình bạn bàn luận ấy thì bạn có thể đưa thêm một câu nói nữa,
Chứ còn nếu như mà bạn mở bài bằng nhiều cái cách khác rồi và bạn chưa có câu nói thì trong quá trình bạn viết ấy, bạn có thể đưa thêm một câu nói và kết bài sử dụng một câu danh ngôn, thế là được nha. Thế là được. Đó chính là vấn đề gọi là nâng cao cách diễn đạt trong nghị luận xã hội. Còn cái vấn đề tiếp theo đó chính là dẫn chứng. Ok ạ. Dẫn chứng là một cái mà rất là nhiều bạn lưu ý giúp cô này, kể cả là bạn viết kể cả nó nói về vấn đề gì chăng nữa thì đoạn văn của các bạn phải có dẫn chứng. Có thể là dẫn chứng chung chung, có thể là dẫn chứng cụ thể, có thể là một người thật việc thật hoặc có thể là một tập thể. Các bạn có thể lấy dẫn chứng cũ hoặc là dẫn chứng mới, tùy các bạn. Các bạn kiến thức của bạn đến đâu thì các bạn có thể đưa dẫn chứng đến đấy. Còn đôi khi vào áp lực phòng thi nữa chứ. Áp lực phòng thi có thể là các bạn đã đọc qua 40 cái dẫn chứng về SEA Games của cô Dương rồi, nhưng trong vào lúc phòng thi bạn không thể nhớ ra. Thì các bạn có thể viết vào dẫn chứng cũ rồi bạn viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi về bất kể ai là một người bất hủ trong cái cuộc sống này đều được. Hoặc là trong cái quá trình bạn viết, bởi vì không thể nhớ được và vội quá tâm lý phòng thi, các bạn có thể lấy dẫn chứng về showbiz cũng được. Đấy, không vấn đề gì cả. Bởi vì lúc đấy là các bạn vội quá rồi, lúc đấy các bạn cuống quá rồi, lúc đấy các bạn hoang mang style rồi. Đấy, đây là lúc đấy không thể đòi hỏi các bạn lấy một cái dẫn chứng xuất sắc được. Nhưng mà tùy vào tâm lý của phòng thi của chúng ta như thế nào, nhưng nhất định nghị luận xã hội các bạn phải lấy dẫn chứng, nhớ nhá. Trong cái lúc mà các bạn có thể bình tĩnh để đưa ra một cái dẫn chứng thuyết phục hoặc là cái dẫn chứng hay như những gì mà cô Dương dạy thì đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời. Nhưng nếu cho những trong cái quá trình mà viết mà nó bị áp lực tâm lý, chúng ta không thể nào chúng ta bình tâm được để có thể lấy một dẫn chứng mới mẻ và xuất sắc, thì bạn có thể lấy dẫn chứng bất hủ cũng được. Các bạn có thể lấy dẫn chứng gọi là có thể lấy dẫn chứng là showbiz cũng được, không vấn đề gì. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Là viết và đưa nó vào trong bài viết. Lúc này khi mà đã rơi vào cái tình huống gọi là bất đắc dĩ phải đưa dẫn chứng và không có thể nhớ được một dẫn chứng nào thì bạn đưa dẫn chứng kiểu gì cũng ok, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái cách dẫn dắt của các bạn vào như thế nào, nó mới là điều quan trọng. Thứ nhất giúp cô này, viết dẫn chứng các bạn chỉ viết ngắn gọn thôi, viết khoảng tầm từ 3 đến 4 dòng thôi, đừng viết nhiều. Có bạn có một cái thói quen đó chính là gì ạ? Các bạn rất dài dòng dẫn chứng, các bạn như đi kể về dẫn chứng vậy, các bạn như đi phân tích về dẫn chứng vậy. Đây đây, ví dụ như có nhiều ông còn viết như này đấy, nhiều ông viết dài, có thể ông viết đây ví dụ này đấy, dẫn chứng về giữ gìn phát huy và quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc chẳng hạn. Thì các bạn ví dụ các bạn viết là tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã khéo léo giới thiệu những môn thể thao truyền thống của nước mình thông qua số lượng môn và nội dung thi đấu. Nước chủ nhà đã quyết định gạch đi một số bộ môn thi đấu Olympic như bắn súng này, đấu kiếm này, bắn cung này, rowing này, rồi canoeing này. Rồi thay vào đó, Campuchia đưa ra những môn thi đấu địa phương như là Kun Ba Tộ, cái gì Khmer này, vào cái chương trình thi đấu để quảng bá văn hóa truyền thống. Có thể thấy trong những cái cơ hội lớn như SEA Games hay Thế vận hội Olympic thì tất cả chúng ta đều mong muốn giới thiệu và lan tỏa cái bản sắc văn hóa đến với cộng đồng và thế giới, đúng không ạ? Để cái hình ảnh đất nước mình thêm đẹp hơn, cái dấu ấn về dân tộc mình, cái dấu ấn về truyền thống văn hóa nó được nổi bật hơn. Thì có rất là nhiều bạn viết dài như này luôn, viết cả một cột vào như này luôn. Đấy, thì các bạn chỉ thay một cái đoạn như này trong cái phần dẫn chứng thì cô Dương viết để cho các bạn hiểu, nhưng các bạn phải nắn nó vào thành một cái nội dung ngắn thôi. Ví dụ như là các bạn viết về tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát huy và quảng bá truyền thống văn hóa dân tộc chẳng hạn. Thì các bạn sau quá trình mà bạn bàn luận, sau quá trình mà bạn đưa hết tất cả nội dung ra rồi thì các bạn có thể viết ngắn thôi. Đấy, một trong những minh chứng rõ nét và ấn tượng về việc giữ gìn và phát triển cũng như quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc đến với đông đảo mọi người. Chúng ta có thể thấy rõ trong đại hội SEA Games 32 vừa rồi, nước chủ nhà SEA Games đã đưa những bộ môn thi đấu thể thao để làm nổi bật cái nét đẹp văn hóa dân tộc như là cái môn võ này, môn võ này. Đấy, đó là thay thế cho những cái bộ môn thi đấu khác đó. Và qua đó chúng ta thấy được một trọng để cho cái dấu ấn văn hóa dân tộc có thể đến được với đông đảo mọi người hơn thì chúng ta cần phải lan tỏa nó.
Đó, và đó chính là trách nhiệm trong mỗi cá nhân. Chúng ta cần phải ý thức được điều đó một cách rõ nét. Thì viết ngắn gọn thôi, chứ không phải là chúng ta trình bày nó, không phải là chúng ta phân tích nó, không phải là chúng ta bình nó. Được chưa? Đấy, hoặc đây, hoặc là nói về dẫn chứng về việc gọi là tinh thần hữu nghị, hòa bình giữa các nước chẳng hạn. Đấy, hoặc là sự sát siết chặt mối quan hệ, thì các bạn hoàn toàn có thể đưa những cái, hoặc là dẫn chứng về sự cố gắng này, về sự lạc quan này, về sự kiên cường này. Thì bạn đây thì cô sẽ lấy một cái đoạn cho các bạn để các bạn hiểu là vào ngày 14 tháng 5 thì cái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã kết thúc trận thi đấu với đội tuyển Thái Lan đúng không? Thế thì trước đó, trước khi mà trước khi cái chức vô địch cúp của câu lạc bộ nữ châu Á tại Vĩnh Phúc đầu tháng 5 thì Việt Nam hướng đến việc là đổi màu huy chương. Đấy, đổi màu huy chương tại SEA Games 32. Nhiều thời điểm thì các học trò của thầy Nguyễn Tuấn Kiệt đã có cơ hội gần với tấm huy chương vàng lịch sử, nhưng trước cái sức mạnh và bản lĩnh của đối thủ thì đội tuyển bóng đá một lần nữa có lại lỗi hẹn với giấc mơ vàng tại đại hội thể thao khu vực, dù đã rất là cố gắng chiến đấu hết mình. Đấy, các cầu thủ đội tuyển bóng chủ đã bật khóc lặng người trước nuối tiếc sau cái đêm chung kết khó tin ở Thái Lan. Dẫu vậy nhưng mà họ chào khán giả thì các cô giáo vẫn động viên nhau bằng một cái tinh thần lạc quan là thua keo này bày keo khác, chúng ta sẽ chinh phục nó ở những cái cuộc thi tiếp theo. Hoặc là như Nguyễn Thị Huyền này, rồi Nguyễn Thị Oanh này, trong cái về ý chí vươn lên, ví dụ như là Nguyễn Thị Oanh chẳng hạn, đấy đứng trước một buổi chiều mà hai nội dung thi đấu mà chỉ cách nhau có 20 phút, mà bằng cái sự ý chí, bằng cái tinh thần lạc quan, bằng cái sự cố gắng mà bằng cái sự vươn lên, thì Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bản lĩnh để thi đấu và giành hai huy chương vàng. Thì đó, thì đây chúng ta không phải là bàn luận, chúng ta không phải là phân tích dẫn chứng, mà chúng ta đưa dẫn chứng vào để cho thấy được tinh thần lạc quan và sự nỗ lực cố gắng. Vậy chỉ viết ngắn thôi, viết khoảng tầm 2-3 câu thôi, chứ không phải là viết dài ngoằng ra như thế. Mà nhớ là trong cái quá trình mà chúng ta viết thì chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề để làm nổi bật, xong chưa? Đấy, chứ không phải là dài ngoằng ra, dài ngoẵng ra xong rồi viết gọi là lê thê và dài dòng. Vì nói như chúng các bạn bàn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, à sức mạnh của sự vươn lên chẳng hạn, hoặc là sức mạnh của tinh thần lạc quan chẳng hạn, thì bạn bàn luận xong và các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể thấy rõ sức mạnh của tinh thần lạc quan qua hình ảnh vữ vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Oanh trong đại hội SEA Games 32 vừa qua. Chỉ do sự thay đổi bất ngờ của đội chủ nước chủ nhà, Nguyễn Thị Ngọc Anh phải thi đấu hai nội dung trong vòng 30 phút, và dưới cái sự lạc quan của mình, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thi đấu bằng hết tất cả những sức lực của mình và chị đã giành được hai tấm huy chương vàng. Thế thôi. Thế thôi, trong bắt đầu là dẫn đến bài học. Rồi bắt đầu là dẫn đến gọi là phê phán gì thì dẫn phê phán đi, lên án gì thì lên án đi. Thì đấy chính là cái mà các bạn cần phải lưu ý về phần dẫn chứng. Còn tiếp theo đó chính là về phần phê phán và lên án. Đây chính là cái phần mà cô nói rất là nhiều lần, tuy nhiên thì vẫn không vào đầu các bạn. Phê phán và lên án ấy, cô chưa bàn đến việc là các bạn phê phán đúng hay sai, các bạn phê phán vấn đề hay là các bạn phê phán khía cạnh, thì cô cứ coi như rằng là các bạn đã có kiến thức về phê phán đi. Nhưng cái cách viết về phê phán lên án ấy mới là cái mà cô quan tâm. Các bạn có thể phê phán lên án về vấn đề, hoặc các bạn có thể phê phán lên án về khía cạnh. Cái đó nó nằm ở cái kiến thức mà các bạn bây giờ đã có. Bởi vì nếu như bây giờ mà cô yêu cầu bạn thay đổi ấy, là thay đổi về cái cách phản đề làm sao cho nó đúng khía cạnh ấy, thì nó sẽ hơi bị cập dập đối các bạn quá. Các bạn từ trước đến giờ các bạn phê phán lên án như thế nào, đúng vấn đề hay là phê phán lên án về khía cạnh, thì các bạn cứ thế mà các bạn dùng. Nhưng cái cách dẫn dắt để phê phán lên án của các bạn, nó mới là điều mà cô quan tâm. Cô mong rằng qua cái nội dung mà cô giảng và cô truyền tải với các bạn bây giờ sẽ giúp các bạn một phần nào đấy thay đổi cái cách phê phán lên án của các bạn. Bình thường ấy, khi mà bố mẹ các bạn mắng các bạn thì sẽ có hai chiều hướng mắng. Vậy theo các bạn, khi mà bố mẹ các bạn mắng các bạn ấy, thì bố mẹ các bạn nói rằng là con bé này là nó tội nhà tôi, nó học ngu lắm, học dốt lắm, đấy nó lười lắm. Thế bạn cảm thấy sao ạ? Là bố mẹ ba bạn đang phê phán lên án các bạn dốt. Đang mắng các bạn lười. Đấy, ví dụ người nói rằng là sao mà mày ngu đấy, sao mà mày dốt thế. Đấy, rồi ui con bé này, con bé Ngọc Anh nhà tôi nó lười lắm. Rồi bố mẹ bảo là
sao mày chẳng chịu làm cái gì thế? Đấy chính là phê phán lên án về cái lời của các bạn đúng không ạ? Và khi các bạn nghe những cái lời phê phán như thế, các bạn có cảm thấy tổn thương không? Có. Cô chắc chắn là rất tổn thương. Vì cô nó cũng đã từng là người như thế. Nhưng nếu như bố mẹ các bạn đã nói rằng là như thế này này. Đấy. Bố biết rằng là con đã rất là cố gắng và nỗ lực, bố biết rằng là con đã rất là cố gắng, nhưng nếu như con cố gắng hơn chút nữa thì cái kết quả nó sẽ thay đổi hơn rất nhiều. Con sẽ ý thức được về bản thân mình hơn nếu như con chăm chỉ và nỗ lực với nó. Đấy, hoặc là các bạn nói rằng là nhà sẽ, bố mẹ nói rằng là bố mẹ sẽ bớt mệt hơn nếu như mà con chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ trong việc nhà. Thì các bạn sẽ thấy như nào? Thấy rất là muốn làm. Sẽ thấy rằng là nó tác động vào cái nhận thức của các bạn nó dễ hơn. Và các bạn sẽ sẵn sàng làm điều đấy hơn. Là việc bố mẹ các bạn nói rằng là sao lười đấy không đi quét cái nhà đi. Bố mẹ nói là bố mẹ đi làm cả ngày vất vả rồi. Nếu như mà con đã giúp đỡ bố mẹ gọi là quét cái nhà hoặc là dọn dẹp nó gọn dẹp vào thì mẹ sẽ về có thời gian nghỉ ngơi hơn. Mẹ về chỉ cần tắm rửa cái ăn cơm thôi thì nó đỡ mệt. Đấy, thì nó thấm thía hơn, nó muốn làm hơn. Cũng như các bạn cũng thế. Thay vì các bạn nói là phê phán lên án những người không có sự lạc quan, luôn luôn suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng u ám, thì các bạn thay đổi đi, các bạn đừng viết như thế nữa. Bạn hãy cho người ta một cái định hướng. Đừng có viết là phê phán lên án những người chỉ suy nghĩ tiêu cực. Đấy, phê phán lên án những người không có sự lạc quan trong mình, lúc nào cũng tiêu cực, lúc nào cũng ủ rũ, thì bạn nói sẽ như thế nào ạ? Cái cuộc sống của chúng ta ấy, sẽ nở hoa hơn. Con người sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như chúng ta nuôi dưỡng trong mình suy nghĩ tích cực và đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực. Đấy là phê phán lên án đấy. Mình sẽ cho người ta một định hướng để người ta tốt lên. Chứ mình không phải là mình nói là ôi già ôi lười thế. Đấy, đúng không ạ? Bạn sẽ học tốt lên nếu như mà bạn chăm chỉ học. Thì đã là nói là gì? Ẩn ý là gì ạ? Bạn đang lười đấy và hãy chăm lên. Ồ, đúng không? Đó. Và đang phê phán lên án là bạn dốt như này này là do bạn lười đấy. Đúng không? Hàm ý trong cái câu đấy nó là như thế. Nhưng cái cách nói của chúng ta ấy, làm cho người ta thấm thía. Và đoạn văn nghị luận xã hội là gì? Bạn sẽ không thấy. Cô đố các bạn tìm được một cái bài báo nào người ta viết về những suy nghĩ tiêu cực của con người nhưng mà chỉ trích người ta đấy. Nó có chỉ trích nhưng cái văn phong nó thấm thía cực kỳ. Bạn cứ lên báo và đọc và xem. Rồi các bạn đọc những cái cuốn sách về gọi là truyền động lực này. Rồi những cái cuốn sách về tuổi trẻ này, rồi về gọi là sự thay đổi cuộc sống này, người ta đang viết về thói xấu của giới trẻ, đó chính là sự dựa dẫm. Thói xấu của giới trẻ đó chính là sự lười biếng. Thói xấu của giới trẻ đó chính là thụ động. Nhưng mà trong khi mà các bạn đọc, các bạn không hề thấy người ta chê bai cái sự lười biếng của bạn, chê bai cái sự thụ động của bạn, mà người ta nói để cho các bạn nhận thức để thay đổi từ những cái đấy. Thế nên cô mới đánh giá các bạn là những người đọc sách rất ít. Còn những thầy cô nào, cô ở đây cô không phải là chê, nhưng cô nói thật là những thầy cô nào mà dạy các bạn viết về phản đề mà dạy các bạn là phê phán lên án là những người đọc cực kỳ ít sách. Đấy, tại sao chúng ta cứ phải phê phán lên án? Tại sao cứ nhìn vào cái xấu của người ta để chỉ trích, để vùi dập người ta, mà nhìn vào cái xấu người ta để cho người ta một bài học để vươn lên? Điều đấy tốt hơn rất nhiều. Các cụ đã nói câu là lời nói đọi máu là bởi lẽ như thế. Đấy, nói phải củ cải cũng nghe là bởi vì như vậy. Lời nói có cái sức mạnh phi thường. Lời nói có thể giết chết một cuộc đời nhưng cũng có thể thắp sáng cả một cuộc đời. Giết chết một đời con người và cũng có thể cứu rỗi cả một cuộc đời con người. Tại sao chúng ta cứ phải dùng những cái lời đau đớn nói nhau? Đấy, phê phán lên án những người mà không có mình tinh thần đoàn kết. No, không làm như thế. Nói là gì ạ? Mà sẽ nói rằng là chúng ta sẽ bước đi mạnh mẽ hơn khi chúng ta loại bỏ sự chia rẽ. Đấy, được. Tập thể sẽ vững mạnh hơn khi chúng ta loại bỏ sự ích kỷ của cá nhân. Đấy là bạn đang phê phán lên án những người ích kỷ đúng không ạ? Phê phán lên án những người chỉ biết sống cho riêng mình thôi đúng không ạ? Phê phán lên án những người mà chỉ gọi là chăm chăm vào lợi ích cá nhân. Bạn sẽ nói một viết một không phê phán lên án. Và sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nếu như chúng ta biết chia sẻ và động viên. Đấy, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Đấy, cơ thể con người sẽ khỏe mạnh hơn nếu như chúng ta loại bỏ những tế bào ung thư. Đúng không? Tế bào ung thư là những cái xấu.
phê phán lên án những thế thà bạn nói là phê phán lên án và chỉ trích những tế bào ung thư, chỉ trích những con người xấu, thì bạn nói là gì ạ? Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta biết loại bỏ những tế bào xấu, đúng không? Đấy, xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta biết chung tay vì sức, chung tay vì cộng đồng và loại bỏ đi sự ích kỷ, tham sân si, lợi ích cá nhân. Thì lúc này bạn đang phê phán lên án những người chỉ biết đến lợi ích cá nhân, nhưng bạn sẽ không nói là phê phán lên án những người chỉ biết về lợi ích cá nhân. Bạn sẽ nói là gì ạ? Đấy, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ có trong mình sự lạc quan nếu như rũ bỏ được đi tấm áo của sự tiêu cực. Bầu trời sẽ trong xanh hơn, ánh nắng sẽ chói rọi rực rỡ hơn nếu chúng ta biết gạt những đám mây đen. Đấy, được chưa? Thì đây chính là viết về phản đề. Phản đề cô Dương viết là cho người ta một hướng từ cái xấu để định hướng cho người ta cái tốt, chứ không phải là vùi dập vào cái xấu. Được chưa? Xong chưa? Thế nha. Được chưa? Và trong cái phản đề của cô Dương ấy là cô cũng đã có bài học nhận thức ở trong đấy rồi. Ví dụ như nói về ý chí vươn lên, bạn sẽ là phê phán lên án những người không có ý chí vươn lên. Thì cô sẽ viết như sau. Hạt mầm sẽ không thể nào trở thành cây cổ thụ nếu như trong nó không có ý chí vươn lên. Thay vì bạn viết rằng là phê phán lên án những người không có ý chí vươn lên, thì bạn sẽ viết tương lai của những hạt, tương lai của chúng ta giống như những hạt mầm sẽ vươn lên thành cây xanh nếu như chúng ta nuôi dưỡng trong mình ý chí của sự vươn lên và loại bỏ suy nghĩ của sự tiêu cực, loại bỏ suy nghĩ của sự thụ động. Đấy, hoặc là gì ạ? À? Chúng ta vùi sâu trong đất những suy nghĩ của sự tiêu cực. Đấy, được chưa? Được. Hoặc là chúng ta gột rửa đi những cái lớp lấm láp trong tâm hồn của mình là sự tiêu cực, là sự ích kỷ, là tham sân si, là bóng đêm mang tên ích kỷ. Đấy. Ngày mai trời sẽ sáng nếu như chúng ta biết loại bỏ đi màn đêm của sự ích kỷ. Chúng ta biết vén mà vén cái không khí, cái đại những đám mây u tối của sự ích kỷ. Đấy, cô là cô viết phản đề như thế. Xong chưa? Cô là cô viết phản đề như thế, nó thấm thía đó. Đúng không ạ? Còn cái thứ ba nữa mà phải lưu ý các bạn, đó chính là bài học nhận thức. Bài học nhận thức các bạn rất hay viết là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, rồi là tuổi trẻ sắp thi đại học, em sẽ nỗ lực để đánh 29 điểm để đỗ vào đại học ngoại thương, đỗ vào đại học kinh tế quốc dân để em thực hiện ước mơ của mình. Nói phét, nói thế chẳng ma nào tin hết ạ. Đỗ không ạ? Thế bây giờ trượt thì biết làm nào, đúng không? Trượt thì có khác thành thành nói điêu à? Mà cô sẽ không nói như thế đâu, không nói là làm xin đăng ký ra trường, mà cô có thể viết như thế này. Sẽ có nhiều kiểu viết nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng cô sẽ viết theo kiểu thấm thía như sau. Đấy, mà bạn sẽ viết theo kiểu là mình đồng cảm với cái vấn đề đấy. Đó, tôi đã từng là con rùa rụt cổ, cũng đã có trong mình suy nghĩ tiêu cực khi đứng trước thất bại, cũng đã từng buông xuôi khi đứng trước khó khăn. Nhưng khi chín chắn hơn về nhận thức và khi chín chắn hơn về nhận thức thì tôi nhận thấy rằng để tương lai của mình sáng lạn hơn, con đường phía trước rộng mở thì cần phải nuôi dưỡng trong mình sự lạc quan. Và tôi tin những bạn cùng trang lứa như tôi, cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu sâu sắc được điều đó. Và tôi muốn lan tỏa tinh thần cũng như suy nghĩ này đến với tất cả mọi người. Viết chân thành thôi, không nhất thiết là phải viết gọi là nó bóng bẩy làm cái gì cả. Cũng không biết nên viết nó mang cái giọng điệu hô hào. Đừng viết cái giọng điệu hô hào mà viết về bằng cái tinh thần của sự thấm thía và đồng cảm. Đấy, hoặc là viết về một cái suy nghĩ tích cực, chứ đừng có viết như thế. Đừng có viết theo cái kiểu hô hào là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, là thế hệ trẻ mầm non tương lai của đất nước, là học sinh đang đứng trước cái cơ hội đỗ đại học với thế nọ thế kia, thì tôi ABCIZ. Thì đấy,
Đấy là cái điều mà các bạn cần phải chú ý đến với cái gọi là cái cách mà các bạn viết dẫn chứng và cái cách mà các bạn đưa bài học cũng như là nhận thức của mình vào. Và sau đó là các bạn chốt bằng một câu nói. Thế là xong rồi. Đúng không? Thế là ổn rồi, thế là ok rồi. Thế là hoàn hảo rồi, perfect rồi. Còn một cái nữa mà cô muốn các bạn cần phải lưu ý, đó chính là cách trả lời đọc hiểu. Hôm trước có một bạn hỏi về trả lời, cách trả lời đọc hiểu. Rồi ok ạ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn đến cái nội dung đó chính là cách trả lời đọc hiểu. Cô quay trở lại với cái file hôm trước cái đã. Cách trả lời đọc hiểu, à cách trả lời câu 4 phần đọc hiểu, đúng không ạ? Đây chính là một cái phần mà đâu rồi ta? Đấy, đây là cái phần mà các bạn vướng phải rất là nhiều. Ok. Sau cái bài học này là các bạn bắt đầu đi đến tổng ôn các tác phẩm đấy ạ. Tổng ôn trọng tâm các tác phẩm. Tổng ôn trọng âm các tác phẩm thì buổi học nó sẽ rơi khoảng tầm 2 tiếng hoặc là hơn 2 tiếng. Nên là các bạn cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Đấy, mấy cái buổi học gọi là về nghị luận xã hội hoặc là về cách trả lời đọc hiểu này, về kỹ năng như thế này thì các bạn học ngắn. Nhưng mà sang đến ôn trọng tâm tác phẩm là các bạn sẽ có khoảng tầm 8 tiết. Đấy, các bạn sẽ có khoảng tầm 8 tiết thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2 tiếng hoặc hơn 2 tiếng, nên là buổi sau các bạn chuẩn bị tinh thần nhá. Hôm nay là thứ bảy thì thứ tư là các bạn sẽ học gọi là ôn trọng tâm các tác phẩm, sẽ có khoảng tầm sẽ có 8 buổi. Ôn trọng tâm các tác phẩm và xử lý yêu cầu phụ nó sẽ rơi khoảng tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, nên là các bạn cứ chuẩn bị tinh thần. Rồi ok, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn về cách trả lời câu 3 và câu 4 làm sao cho nó hay. Hôm trước thì cô có hướng dẫn các bạn về cái định hướng.